Trước mắt anh em là một trong những phiên bản đồng hồ rất nổi tiếng của Thụy Sĩ mang thương hiệu Lo. Và tại thị trường Việt Nam mình gần như là rất là ít những người biết đến cái thương hiệu này. Và gần như trong kênh đồng hồ của em ấy thì anh em cũng xem và cùng tham khảo. Tất cả những cái mẫu đồng hồ mà em giới thiệu đều là những cái mẫu đồng hồ mà ít người biết tại thị trường Việt Nam mình. Và gần như là kiếm được những cái thương hiệu này rất là khó anh em nhé. Vì vậy nên là anh em nào mà muốn sưu tầm những cái chiếc đồng hồ cổ và những cái thương hiệu ít có thì hãy nhanh tay xem những cái mẫu đồng hồ mà mỗi khi em lên. Đấy, thương hiệu Lo này thì cũng khá là lâu đời tại Thụy Sĩ. Nó chạy với cơ chế lên dây anh em nhé. Được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép. Nước thép còn bóng bẩy và di nguyên bản anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì nó cũng di nguyên bản. Dây và khóa là dây đời mới rồi. Còn lại là cái củ đồng hồ là nguyên bản từ bên nước ngoài về anh em ạ. Chưa qua làm lại bất kỳ một cái gì cả. Và chiếc đồng hồ này chạy với cơ chế lên dây 21 chân kính. Và bộ máy của nó cũng hoạt động bền bỉ anh em ạ. Và em dựng đồng hồ để tất cả các anh em cùng xem một cái thiết kế rất là đẹp. Và ở vị trí 3 giờ thì có một cái lịch và có núp. Kính là kính núp zin đấy anh em ạ. Để mà giữ được những cái chiếc đồng hồ còn nguyên zin và còn cái kính như thế này, phải nói rất là khó và gần như là đeo rất là ít anh em nhé. Và sử dụng thì 60 tuổi rồi mà nó còn nguyên bản như thế này, phải nói là những người chủ sưu tầm trước ấy, thì rất là giữ gìn. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size mặt là cái size 33.5mm. Đấy, 4 chân càng nó dài nên là nên tay nó cũng rất là to anh em ạ. Và độ mỏng khoảng 9mm. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem lên tay cái dáng nó như thế nào và có phù hợp với tất cả các anh em không. Nên tay rất là vintage và nó một cái thiết kế chân càng dài nên là lên tay nó nhìn nó khỏe khoắn nam tính anh em ạ. Và hơn thế nữa em rất là tâm đắc ở cái lịch. Cái lịch nó có ở vị trí 3 giờ nó có một cái lúc nhìn nó rất là cổ điển. Và xem giờ cũng như là mình nhìn tổng thể ở trên một cái đồng hồ ấy, nhìn nó có một cái gì đấy nó rất là may mắn anh em ạ. Nhìn nó rất là đẹp, nó như một giọt nước. Và em đang giao lưu chiếc đồng hồ này là 4.800.000 đồng.